Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo iRope đến từ một cái dự án game NFT Manbly. Thì đây là một cái dự án game khá là nổi tiếng, thì các bạn có thể tham khảo ở trên cái trang chủ của nó. Và đây là toàn bộ những cái thông tin của cái dự án này, thì các bạn có thể nghiên cứu và tìm hiểu ngay ở trên cái trang web của cái dự án này nhé các bạn. Thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ iRope để chúng ta tham gia vào danh sách 1.000 người nhận ngẫu nhiên 35 cái token Derun. Đó, thì đây là toàn bộ những cái thông tin của dự án để các bạn tìm hiểu ở đây nhé. Rồi, sau đó thì các bạn hãy bấm vào nút Start để chúng ta cùng nhau làm cái nhiệm vụ. Ở đây thì chúng ta cũng có những cái nhiệm vụ giống như những kèo iRope khác. Đầu tiên thì chúng ta sẽ follow cheater. Ở đây thì các bạn bấm theo dõi. Tiếp theo các bạn kéo lên, các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều cho mình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tham gia join vào cái mạng xã hội Discord. Ở đây các bạn bấm chấp nhận lời mời. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào một nút nào đó ở đây. Rồi sau đó các bạn quay trở lại bot. Tiếp theo là chúng sẽ đăng ký kênh YouTube của dự án. Ở đây thì các bạn bấm đăng ký cho mình. Tiếp theo các bạn quay trở lại bot. Ở đây thì chúng ta sẽ follow nhà phân phối kèo iRope. Ở đây thì mình đã theo dõi rồi nhé. Tiếp theo các bạn quay trở lại bot nhé. Ở đây chúng ta còn một cái nhiệm vụ, các bạn kích vào đây. Ở đây các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều. Và các bạn comment một cái gì đó ở đây. Sau đó các bạn tăng 3 người bạn cho mình. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại bot. Ở đây thì chúng ta sẽ join cái nhóm Telegram này. Ở đây các bạn bấm join. Còn nếu như các bạn chưa join thì chúng ta sẽ join nhé. Rồi sau đó các bạn quay trở lại. Ở đây thì chúng ta còn đăng ký kênh YouTube. Nếu bạn chưa đăng ký thì các bạn bấm vào đây đăng ký. Tiếp theo chúng ta sẽ join Telegram Group. Ở đây các bạn bấm join cho mình nhé. Rồi, ok. Sau khi xong thì các bạn bấm back lại cho mình. Các bạn bấm check. Ở đây các bạn bấm join iRope. Tiếp theo các bạn bấm submit. Ở đây hỏi mình đã tham gia nhóm này chưa. Nếu mà tham gia rồi các bạn bấm đô. Ở đây nếu hỏi là mà các bạn đã tham gia cái mạng xã hội Discord chưa, nếu mà bạn tham gia rồi thì các bạn gửi lại cái username Discord ở đây, thì các bạn điền cái username Discord của các bạn vào đây nhé, cả tên cả thăng và cả số các bạn nhé. Rồi tiếp theo nó yêu cầu mình gửi cái link trang YouTube của các bạn. Đây là cái trang YouTube của mình, thì để lấy được cái link thì các bạn click vào ba chấm ở đây. Các bạn bấm vào nút chia sẻ. Tiếp theo các bạn ấn sao chép. Đó, các bạn dán vào phần nhiệm vụ. Các bạn lưu ý là các bạn copy link kênh YouTube của các bạn nhé, chứ không phải copy link kênh YouTube của mình đâu. Tiếp theo yêu cầu mình gửi địa chỉ ví BEP20 Smart Chain. Thì các bạn có thể lấy ở trên cái ví MetaMask hoặc là chút Wallet. Trên ví chút các bạn chọn Smart Chain cho mình. Sau đó các bạn bấm nhận. Đó, các bạn sao chép nhé. Đó, các bạn dán địa chỉ ví của bạn vào đây. Và tiếp theo hỏi mình đã tham gia nhóm này chưa. Và tham gia rồi thì các bạn bấm đô. Ở đây yêu cầu mình gửi cái link gì tiếp lại cái bài viết của họ, thì các bạn click vào đây. Ở đây thì các bạn hãy bấm vào link chúng ta sau khi bấm tim này, bấm mũi tên đảo chiều, các bạn comment này. Nội dung gì đó ở đây, sau đó thì các bạn tag ba người bạn
À, sau đó thì các bạn bấm vào cái nút này, chúng ta sẽ sao chép cái liên kết của bài viết của chúng ta dán vào đây chưa? Ở đây hỏi mình đã tham gia ba nhóm này chưa? Nếu bạn tham gia đủ ba nhóm này rồi thì các bạn hãy bấm vào cái ở đây, các bạn sẽ kiểm tra lại một lần nữa nhé. Cái nhóm này full thì các bạn thôi nhé. Rồi, ok, như vậy là nhiệm vụ của chúng ta đã xong. Thì các bạn hãy kích vào đây để xem lại thông tin một lần nữa. Đây là toàn bộ thông tin của mình khi tham gia kèo Aerobe này. Và các bạn hãy kích vào đây. Ở đây thì các bạn hãy copy cái link này, các bạn chia sẻ đến cho các bạn bè để chúng ta nhận thêm những cái đồng token này. Tiếp theo các bạn bấm vào quit now cho mình. Ở đây nó thông báo là nó sẽ phân phối token bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022 nhé các bạn. Rồi ok, thì cái video chia sẻ cái kèo Aerobe nhận ngẫu nhiên là 35 token Dorin đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.